cánh thơ nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng người thương vào áo len, sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả vẫn là ở đêm nay
xuân thôi.